bà xong group chụp xuống bông mai bông ổn từ ở khnề đại pin dùng mờ cô yon nó bọc nhom năng giờ tới rồi cô yon đợt tây chẳng na nhom chong ngon thà các ba mà xin sâu đập buôn ấy thì hai làm rồi sai đấy và hai giờ sâu đập buôn này nhom sợi bạc này tại làm sâu đập buôn ấy việc tài việc cứ rồi sai xong rap cầm lăng các ba mà xin việc cứ kê đã ở rồi hà sập ram chẳng nghe bông bông cô yun nick club vừa đồng nào chẳng ai vì sọc stone hai tập bông thom nó cứ thử đồng nào tới stun train thì dẹp về mùi tháng ngày pin đời prau bình ly à thom như này hình tịch hay giờ mặt tật cả lắc ấy chẳng bông bông nó hơi rột thì dẹp về một ngày pin đầm lòng thì lấm photo vừa lúc và hai chia tranh màu cũng pal ấy đó stun train nó cứ màu của mùi là hơi bao lâu nghe giờ tới mà ngay pin tạm đồn hay men ca chop ra trong tay đi dạy về khay thế này cứ trong này cứ đặt rồi hà sập rầm và sản phẩm cùng lăng rồi sai thì cứ tay cứ thường rồi sai còn tay sản phẩm các bạn xin cứ đặt rồi hà sập rầm đi dạy pin đầm lấy cứ rồi sai nắng cứ kia kịch đầm lấy ở rồi sai thì bà sân kia vô à rồi hà sập rầm nắng cùng lăng rồi hà ấy nắng chỉnh mấy sâu nọc rầm nắng cứ đầm lấy lược lược các bạn xin sâu nọc buồn mà ta bông ôn na chu bật tia đại thọp chu bật tia bẹp nâng hai đầm lầy khâu khnề giang mạch trong mình sẽ đăng lên mà đấy nhưng review này cứ review ở kế rap cô chun mặc cứng này cứ việc play trong nâng ấy bông ôn khnề na miền trồng ngò rồi cả trồng ngò được nhom ấy cứ rap không cứ thà về riêng trồng ngò trong thà tem rồi sái bàn sân bia rồi hà chẳng nè hà tập ram tại vậy thì đầm lầy cứ cái kịch tầm lại mà rồi xài bà nâng video nâng ở miền ấy tràn thế còn là bà hai vẫn nâng hay vừa lên tầm măng nâng yên nâng mà cù đài đài tự lẹ màu bì ô xe mạch hay thà nó cứ tên thay bằng con nọc nè cả đơn chuông là bọt xe măng nâng yên nâng về trong này về dẹp về mà tức bằng mặt bò bằng con nọc nè dẹp về tầm lại xe măng nâng yên nâng nhưng mà sao đánh đi tại sao đây mày mất nhầm hay chừng ở cao trong năm xu mà chặt của dân hà xem anh nông dân nó mặc cu con man đấy thôi về đặt xem anh nông về dạng mà chẳng á một